chào mừng quý khách đến với Koto Village. Cùng lắm thì mình về Koto, mình ở nhà gỗ và trồng thêm rau. Homestay Koto Village, lều vịt nghỉ dưỡng chất nhất đảo Koto. Nằm cách bãi biển đẹp nhất Koto là bãi Hồng Vàn. Lều vịt Koto Village nổi bật giữa hàng ngàn cây xanh, gió trong lành. Ấn tượng đầu tiên đặt vào mắt của du khách là những căn nhà gỗ mái lá cọ, được thiết kế nhỏ gọn xinh xắn, được giới trẻ vô cùng ưa thích. Hiện lều vịt Koto Village cùng có 25 phòng, với diện tích 20-24m², gồm 10 phòng đôi, 1 giường 1m8 cho 2 người, 13 phòng đơn, đôi, 2 giường 1m2 và 1m5 cho 3 người, 2 phòng đơn, 4 giường 1m2 cho 4 người, thích hợp cho mọi đối tượng từ khách lẻ, các cặp đôi, nhóm hoặc đại gia đình muốn tận hưởng khám phá đảo ngọc Koto. Các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, điều hòa, máy nóng lạnh, wifi, nhà vệ sinh khép kín. Một điểm cộng tại Koto Village là được thiết kế với khuôn viên rộng rãi, yên tĩnh, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, giúp du khách thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Không chỉ vậy, du khách có thể đắm chìm trong không gian lãng mạn, ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, khám phá làng chài và thưởng thức rất nhiều món hải sản của vùng miền. Nhà hàng Koto Village, một không gian tiện nghi, hiện đại, cùng một thực đơn vô cùng phong phú với các món hải sản của biển đảo Koto, kết hợp với sự phục vụ chu đáo, nhân viên nhiệt tình, để lại một ấn tượng khó quên với nhiều du khách. Từ Koto Village, bạn không khó tìm được địa điểm tham quan, vui chơi tuyệt vời như chỉ cách bãi tắm xinh đẹp khoảng 200-300m, bạn có thể dạo bộ đến, rất thuận tiện. Hay bạn có thể dạo quanh khám phá những địa điểm thú vị, tự sướng cùng bạn bè với những tấm hình thực chất. Nếu ngại đi bộ, bạn có thể thuê xe máy hoặc xe điện tại Koto Village với thủ tục nhanh chóng, chi phí là rẻ nhất. Bên cạnh, bạn là người thích câu cá, mực thì hãy xách cần câu lên và đi câu để có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các ngư dân làng chài xung quanh. Nếu lười ra ngoài, bạn có thể thưởng thức buổi tiệc nướng BBQ cùng bạn bè và những người thân yêu. Bạn đang có ý định tìm một thiên đường để chụp ảnh cưới, hưởng tuần trăng mật hay đơn thuần là trốn nóng, xả stress trong những ngày hè nóng bức cùng bạn bè? Hãy đến Koto Village đúng chuẩn để tận hưởng cho mình một chuyến đi thả mình với khung cảnh thiên nhiên và sở hữu muôn ngàn kiểu ảnh sống ảo. Hãy xách ba lô lên và đi ngay thôi. Koto Village, thiên đường du lịch nghỉ dưỡng. Mọi chi tiết xin liên hệ Koto Village, địa chỉ bãi tắm Hồng Vàn, Đồng Tiến, Koto, Quảng Ninh. Hotline 0978 781 423. Website kotovillage.vn. Hân hạnh được đón tiếp.